Người á này như thường lệ thì em để đồ quay vô vòng cởi đồ đó. Đầu tiên cầm bá 50.000 da 52 kẹt em một năm mươi nghìn tiếp theo một lần lớp tớ cái này 80.000 xa 250 thẹp ở lõi dẹp e 2 tiếp theo kẹo cắt tốn chữ đấy rồi 100.000 dài là 21 này nó để cắt tốn này cắt khá là sắc tám nghìn lời kịp dẹt e 3 100.000 tiếp theo mùi ta rổ mùi phải á mùi phải này 10 thì 14 8 có 6 có này 120 dẹt e 4 120 tiếp theo kia khoang tay nhỏ nhỏ 50.000 này kẹp được khoảng 5 lý thôi dài là 15 kẹp e 5 lên cái sùi này này hơi mọt đấy nó mở đấy này 50.000 giá tổng là 12 triệu dẹp e 6 lấy cái mỏ lịt 100.000 nhau dít sai 300 thằng e 300 nay cứng lắm á hoạt động bình thường thịt rơ lắm thẻ tay bài sẽ cái đôi chuột 1721 70.000 à super dẹp e 8 70.000 lên cái bướm này nhá nó hơi bị về phải mai sửa phải đặng lại sửa lại cái cột này miệng đi bể đấy.
dài là 21 nắm. Lưỡi hơi mè đấy. Chín mươi nghìn. Tảng này nó tảng chặt quá. Giá đá chín chín mươi nghìn. Đây kia cái tố hàng lúc ký này 330 nghìn, ngàm 75. Em có hai cái dùa lưỡi cửa, một cái con đẹp nguyên này, con trong bi luôn, 50 nghìn. Này là 10 này, này 12 nắm. Em 11 50 nghìn. Lên cái búa này, nắm cái tứ này, hàng ở đây này, nặng 5,5 kg. Nặng 5,5 kg. Cái này 350. Mấy cái này chưa có phí ship. Giá trẻ 12 350 nghìn. Tiếp theo quay ta rổ. Kia lỗ tròn này là 3,8, tổng dài là 32. Cái này 80 nghìn, cái này 80 nghìn. Giá trẻ 13. Cái ba cái dùa này, này con sai được hết đấy, em đã lừa tròn này, này dùa gỗ này, dài 25, hai cái 25, một cái này là 12, 60 nghìn. Em đi buồn. Ba cái này, một cái này mìn này, cái này thố này, cái này to này thì rất là thố. Có hàng ấy đó. Hai cái giá 25. Cái to này dài 33, 35. Rồi. 120 nghìn.
Giá trẻ 15, 120. Cái vỏ vuông này rất là thô á. Có hàng này này, da bằng đó. Dài 40. Cái này 90.000, dài 40 xe. Dài 26. Thấy không? Bốn cái đầu bộ này. Này không có hiệu đó. Cái này này. Cái này này. Đó. Rồi, 110.000. Dẹp em với bài 150.000. Tiếp theo cái này người ta động mà không phải chỉnh kỳ. Đâu hơi te. Rồi 70.000. Dẹp em 18. 70.000. Tiếp theo cái này này. Cảng này size 8 đấy. 5 EVN. Hai kỳ 2, 2 kỳ 3 này. Rồi cái này 200.000. Giá này trước có phí ship đấy. 19, 200.000. Tiếp theo cái xe cày này. Này là 450. Rồi 70.000. Dạ thì chưa có phí ship. Giá trẻ 20, 70.000. Tiếp theo cái lưỡi cuộc này. Hàng ren thủ công á, chữ này. Thủ công, ren thủ công. Phần lưỡi là giá 20. Bảng lưỡi là 10, gần 13, 12 năm. Rồi nặng cái 6 á. 160.000. Giá đây 21. 160.000. Nên cái này á 240 này. Chắc là lói này. 40.000 nhé. Hai hai 40.000. Đến cái lưỡi liềm này, lưỡi hại này có chữ đấy á, mơ hơi mơ ra chữ bên này này, bên đây tổng chiều ngang này là 27 này, ở giữa bảng là 5,3 này,
trong cung là dây sáu lý này, lưỡi này 120.000. Tiếp theo cái này cái kẹp á, này khóa lại đây này, mở ra này, này 120 á. Nó bể cái tay, đằng còn nó có cái tay vàng đấy mà nó bể ra con kia. Dạ đây 24. Có cái lưỡi cưa không hả? Có lưỡi cưa không hả? Lưỡi cưa. Rồi lấy cái cưa góc hẹp á, da là 21. Bảy mươi nghìn. Có cái lưỡi cưa của nó luôn. Cưa này xài được á. Dạ đây 25. 70.000. 26 có cái lưỡi này. Phần ngang là 19. 70.000. Hai sáu. 70.000. Mình có cái cục đẻ này. Cục đẻ. Ngang là 76.5 này. Cao là 3.5 này. Nặng 8 lượng. Cục này 100.000. Kẹt đây 2 bài 100.000. Lên cái cắt này, em rất xí này. Lửa nó hơi mẻ đấy. Ngang là 31. Rồi, này 220.000. Để đây 28. 220.000. Rồi em có cái cào này nè, 80.000. Bừa bả một cây đây. Như lại có thêm một cây nữa. Dạ đây 29. 80.000. Có cái rút đính đấy, hàng Lotte. Đây 90.000, dài 22. Đây để rút đính. Ba mươi.
nghìn. Những cái khoang tay 100 nghìn. Dài tổng là 33. Dài té 31. Lên cái mỏ lên răng này 130.000, hàng hít 300 ml. Ba hai 130.000. Những khoang tay này 5 ly này, tối đa 5 ly này. Cái bằng nó bể đấy. Chỗ để mùi khoáng đấy. Đây có mùi. 90.000. Giật té 33. Lên cái búa này Yamaguchi 100.000. Nặng 6-5 lượng. Dài là 37. Còn mấy cái đầu điều mà nằm ở trên xe đó và cha như lắm đó. Lấy cái kim cắt thịt này cắt được cả 7 ly, dài 350, vỏ này hơi tây đấy, hơi rổ đấy. Cái này 120, hơi rổ này, lưỡi con đẹp. Hẹn e 35, 120. Tiếp theo với chị hàng. Này hàng Hàn Cố. Này 30W á. Red này, Hàn Cố này 80.000. Này sai điện 15A này. Vậy mới chiều tải 15A. 36, 80.000. Vậy cái này điện 100V á, 40W. Này dây tải thì 7A thôi. Hai cái này đã tẹt nòng rồi đó, 80.000. Ba bài 80.000. Có cái móc 3 tấn này, móc in da băng này, hàng super. Ba cái rưỡi này, móc này 2,5 rưỡi, chứ có phí ship đấy. Ba tám. Bà chỉnh cái móc này á, này không phải là chồng rượt đâu, nó chỉ kéo nó thụt vào vậy thôi. Rồi 90.000.
Cái này bát chín. Bộ mới có cái tăng cảm này. Nay nó tải được 2 tấn á. Tải được 2 tấn này. Thằng của nó này. Ngoài đây. Không có móc á. Bánh mở ra thì à nó đào chiêu cái này. Bánh mở ra thì bỏ bên này á. Đây, gạt con này để gai nó vào này. Gạt con này để mở cái móc này ra này. Xong rồi mình nhấc cái này lên này. Để mình kéo cái dây ra. Gạt vào đây để tải vào. Cáp này 6 lý á. Nó dài khoảng này bằng 350. 350 chứ có phí ship á. Cáp này nó hơi kẹt tí. Mẹn về kéo ra sau. 40, 30. À, lấy mấy cái quả này. Để được 6 đấy. Rồi video này kết thúc đấy. Chào anh. Hẹn gặp lúc tiếp theo.